Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà và đoàn của chúng mình đi uống cà phê Laro. Và mình sẽ vô trong cái quán cà phê này. Mình cảm thấy ở trong cái quán cà phê này rất là lộng lẫy luôn các bạn, rất là đẹp. Và các bạn ở đây ngày hôm nay đi uống cà phê rất là nhiều luôn. Trong đó có những em bé rất là dễ thương, như là em bé của mình đang lên trên này để chơi đàn piano nè các bạn. Và cứ tiếp tục như thế, em bé đang đánh đàn đây. Mình sẽ chuyển cảnh cho các bạn cùng xem cho nó đẹp nha. Và ở trong này rất là nhiều người, người ta cũng đến đây, người ta uống cà phê, nhân cơ hội người ta cũng chụp ảnh luôn. Và mình cảm thấy ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, cho nên mình sẽ quay lại cái video này. Mình sẽ quay từ ngoài vào trong cho các bạn cùng xem, cho các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn cùng theo dõi nó. Và bên này là có đài phun nước nha các bạn. Và cứ tiếp tục như thế, mình sẽ quay trên cái đài phun nước này. Bởi vì trên đài phun nước này có bé nhà mình đang đứng trên đây. Và mình sẽ quay cận cận làm tí xíu cho các bạn cùng xem cái quang cảnh này nó đẹp như thế nào. Và chúng ta có thể dừng lại nơi này, chúng ta có thể chụp ảnh để chúng ta làm kỷ niệm. Và các bạn đoàn viên của chúng ta đang chụp ảnh rất là nhiệt tình ở những cái hướng bên này luôn. Thì các bạn đi uống ở đâu cũng phải tốn tiền. Vào trong Laro này thì chúng ta sẽ được cái quyền là chụp hình miễn phí cái khung cảnh đẹp ở đây. Và chúng ta cứ tiếp tục như thế. Và các bạn có biết cái quán Laro này nó nằm ở đâu không ạ? Thì nó nằm ở trên đường Kha Vạn Cân nha các bạn, gần phường Linh Trung của chúng ta. Đó, bên đây có cái tòa cao ốc rất là cao và rất là đẹp luôn. Đồng thời các bạn có thể lên trên này selfie một vài tấm. Đồng thời các bạn có thể dẫn người yêu và gia đình của mình đến nơi này để chúng ta có thể chiêm ngưỡng và chúng ta có thể chụp hình ở đây. Bởi vì ở đây là cái quang cảnh rất tuyệt vời, rất là đẹp dành cho những cái cặp tình nhân và dành cho những cái người bạn của chúng ta đã có gia đình rồi mà muốn dẫn gia đình của mình đi dạo chơi để thư giãn sau một cái tuần làm việc thì các bạn cũng có thể đến đây. Bởi vì cái quang cảnh ở đây rất là đẹp luôn và mình cảm thấy rằng cái quán cà phê này thì chúng ta đến đây để chúng ta uống thì nó rất chi là tuyệt vời. Cho nên nếu như các bạn nào sau này có nhu cầu đến cái quán cà phê này thì các bạn cũng sẽ đến. Và đây là người bạn của mình, mình đã quay cái lại cái quang cảnh của người bạn này đang giơ tay lên. Và đồng thời các bạn của chúng ta ngồi ở phía trong này có thể selfie, có thể chụp hình được rất là nhiều tấm ảnh, rất là nhiều thứ luôn. Và mình sẽ chụp một tấm ảnh từ ngoài vào trong cho các bạn cùng xem là cái quán cà phê này nó đẹp như thế nào và nó lộng lẫy như thế nào nha. Hồi trước tới giờ thì mình cũng đi rất là nhiều quán cà phê rồi, nhưng mà cảm thấy đây là một cái quán cà phê rất là tuyệt vời. Đồng thời chúng ta sẽ quay trở lại nơi này. Đây là cái anh bảo vệ bên này rất là nhiệt tình luôn. Và mình sẽ quay từ ở ngoài này, mình quay vô cho các bạn xem hết cái quang cảnh của cái quán này nó rất là đẹp. Đúng không ạ? Thì ở bên này là có những cái xích đu nè, giống như trong game hay đây vậy các bạn có thể mua những cái xích đu này ở trong game. Thì ở đây á, thì mình sẽ nhìn vào cái quang cảnh này là cái quang cảnh thật các bạn. Đó, ở trong này thì có rất là nhiều cái cây trong này và cái ghế. Thì em bé đang nhảy rất chi là vui nè các bạn. Thêm một chút nữa đây thôi thì mình sẽ quay lại cái quang cảnh phía trong này cho các bạn cùng xem, các bạn cùng theo dõi, các bạn cùng chiêm ngưỡng cái quang cảnh này. Và cứ tiếp tục như thế, những cái đèn chớp, đèn led của chúng ta cũng đã xuất hiện rồi. Và ở trong đây giống như một cái hồ non bộ, là một cái con thác đó các bạn. Đó, cái những cái dòi sen thì nó phun trào nước lên phía bên đây. Và bên này là cái quang cảnh của cái cây này rất là đẹp, cái quang cảnh mùa thu nha các bạn. Thì mình cứ tiếp tục, mình sẽ dẫn những cái em bé đến nơi này. Và mình sẽ cho em bé coi cái hồ non bộ, cái thác nước nó chảy đẹp như thế nào. Và bé này cũng đang rất chi là khoái trá, rất chi là khoái. Bởi vì bé thì thích dọc nước các bạn. Và cứ tiếp tục như thế thì ở bên này cũng có hai em bé đang dọc nước. Nó rủ nhau đến đây dọc nước nha các bạn. Đó, thì ở đằng này là phía trong này người ta không có nuôi cá. Nhưng mà cái dạng như là cái hồ này là một cái hồ nước chảy thường xuyên, nước chảy suốt ngày luôn. Và chúng ta cảm nhận được rằng ở đây là cái quang cảnh rất là đẹp, rất là nên thơ, rất là hữu tình và rất là ý nghĩa các bạn. Thì các bạn có thể dừng chân lại cái nơi này, chúng ta có thể chụp hình nè, selfie, chúng ta có thể quay video, chúng ta có thể làm vlog, nói chung là tất tần tật rất là nhiều thứ. Thì chúng ta có thể gặp nhau ở đây, chúng ta có thể trò chuyện và chúng ta có thể ngồi cùng một cái bàn như thế này đây.
Đó, các bạn thấy không? Những người bạn của chúng ta thì đang kêu thức uống, và một số người bạn của chúng ta thấy quang cảnh đẹp quá đã ra bên ngoài chụp hình một tí nữa mới vô trong này. Nhân cái cơ hội này thì mình sẽ quay lại cái video này để mình đăng lên YouTuber cho các bạn cùng xem. Đó, hồi nãy giờ mình đã chia sẻ hết cái quang cảnh của cái quán này rồi. Vâng, và video của mình ở đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn xem thấy hay và bổ ích thì hãy đăng ký ngay. Đồng thời các bạn có thể để lại lời nhận xét công khai phía bên dưới cho mình. Nếu các bạn thấy video hay hơn nữa, hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân biết đến kênh Nguyễn Dũng Vlog nha.